Chào mừng bà con cô bác lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Siêu Ô Tô, chuyên các cái dòng xe độc lạ khủ khoằm lằng nhằng. Và ngày hôm nay thì em lại về cho các bác một chiếc xe tương đối khá là độc, hiếm hiếm tại thị trường Việt Nam. Và đây là một chiếc xe đồ thì thay thế thì không thiếu một cái gì. Một mẫu Suzuki Vitara, một mẫu xe thể thao hai cầu, máy xăng 1.6. Đây là một cái dòng xe mà máy nhỏ nhất ở tại thời điểm hiện tại. Và ở dòng này nó là một dòng xe gọi là vô địch về địa hình với cỡ nhỏ rồi. Và Suzuki Vitara vẫn là một sự lựa chọn rất là hợp lý dành cho những người đam mê những chiếc xe thể thao địa hình. Đấy, cầu số đi leo đèo leo núi băng rừng thì đây là một chiếc xe cực kỳ ok. Và đặc biệt con này thì bác chủ bác ấy đã lên full đồ để mà mình đi được, đi phượt rồi. Và bác ấy từ bỏ đam mê, bây giờ bác ấy có điều kiện bác ấy lên một con Land Cruiser. Đấy, hơi tốn xăng một chút, gấp 3 lần con này. Nhưng mà bù lại thì bác ấy lại có độ sung sướng nhất định. Và đây là mình lại có ngay được chiếc xe mà bác ấy để lại cho em Vũ Duy Ô Tô. Xe này thì nó được độ lên từ cản trước cản sau, ống thở rồi giá nóc rồi vô lăng màn hình các thứ là full đồ hết rồi, lại còn thêm cả một bộ tời. Thế nên là chiếc xe này em bán cái giá là 155 triệu đồng. Bà con cô bác đã sở hữu ngay được chiếc xe của Nhật Bản không có niên hạn, động cơ máy 1.6 chạy rất là bền lành, dàn lốp thì tầm khoảng 90%, rãnh ta lông còn nguyên, rãnh lốp dày, đấy, la răng đúc, phanh đĩa đầy đủ. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá rất là hợp lý nhá, có cả hệ thống đèn trợ sáng bi gầm nên là các bác đi đêm hay là đi rừng cũng rất là yên tâm, không sợ là bị tối om om như mực. Và chiếc xe này thì cũng là một cái dòng xe mà vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa bền lành, leo đèo leo núi ok, nhưng mà giá thì không thể chê được câu nào, hơn 100 triệu đồng. Rất là hợp lý và giá rẻ, chỉ là ngang Molini 10 thôi, nhưng mà gầm cao, máy thoáng, chạy sướng, và động cơ máy của Suzuki cũng là một cái động cơ rất là bền bỉ. Đấy, các bác nào mà quan tâm thì có thể là qua xem xe trực tiếp luôn ngay tại cửa hàng. Con này thì trước nó là màu xanh quân đội, nhưng mà bây giờ thì bác chủ bác cái thích cái màu này cho nó nổi, thế là bác cái sơn luôn màu này, và bác cái đi cũng đã được vài năm rồi. Còn mình thì các bác nào mà thích thì các bác có thể là trở về màu xanh quân đội, còn không thì cứ để màu này cho nó độc lạ Bình Dương và một mình kiểu ấy ạ. Vâng, đây là một chiếc xe tương đối khá là hiếm ở thị trường Việt Nam vì độ option người ta full đồ hết rồi. Chứ còn nếu mà bản zin thì nhiều người cứ thích zin, nhưng thực ra là để như này thì ok. Và các cái trang thiết bị đi kèm đồ zin của nó thì vẫn còn nguyên nhá, chứ không có độ nhưng mà vẫn còn nguyên đồ. Nên là các bác yên tâm là không phải lo sự gọi là thiếu đồ. Đấy, và xe thì cũng là một mẫu xe 5 chỗ rộng rãi, không chật nhỏ như tí nào như cái kiểu dáng của chiếc xe này. Và động cơ máy của chiếc xe là động cơ máy 1.6, xăng ăn rơi vào tầm khoảng 5,5 lít/100 cây. Em này thì được cái là có ống thở, đấy, ống thở xịn xò luôn này bà con này. Đấy, đây là các bác nào mà đi và lội vào nước là các bác không phải lo đến chuyện là gọi là mình ngập nước nhá. Thế còn bên trên này này, đấy, giá nóc để dành cho chở đồ. Cái này thì giá rất chắc chắn luôn, không hề bị ấy gì nào. Đấy, úi giời, giá rất chắc, lắc không thấy có tầm hơi gì cả. Đấy, thế là giá là ok. Đặc biệt là cản trước của xe là nguyên cái bộ body cản trước và cản sau là hơn 20 triệu rồi. Thì các bác đã có ngay được một chiếc cản mà có chống, đầu tiên là chống va đập này, và cái thứ hai là có một bộ tời đi sẵn đi kèm. Đấy, cái này là tời kéo nhá, rất là tiện lợi và hiện đại luôn, đồ nghề đầy đủ, kéo tời thoải mái luôn. Đấy, bà con có cái như thế này là rất là tiện lợi. Đấy, và bi gầm ở phía trước này, móc tời, móc lỗ móc treo xe. Cái con này thì giấy tờ thì bây giờ là đầy đủ, đăng ký đăng kiểm với các bác nhá, để các bác yên tâm. Và đăng kiểm vẫn là đăng kiểm mới tháng 5 năm 2025 luôn. Em này thì có đèn là đèn zin, đèn này là bằng kính này. Đấy, rất dày, và đèn là đèn zin. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy, bên này thế này, và có tem VETC đầy đủ. Còn xe là sơn màu thì đương nhiên là sơn lại rồi. Cái này thì các bác thích về thì đánh bóng, còn không thì để nguyên cái màu này cũng được, không vấn đề gì. Đấy, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2025. Toàn bộ 4 quả lốp của xe thì cũng tương đối khá là mới, với lốp Adventure, Road Venture của Kumho, lốp dày, to bản. Cái lốp này chuẩn theo hãng luôn, 235, 75, 15 này, là chuẩn theo cỡ lốp nên là không lo đến đăng kiểm nhá. Còn toàn bộ sắt xi gầm bệ của xe thì cũng tương đối theo thời gian. Em này thì nó là một chiếc xe thể thao địa hình nên là anh em cũng thông cảm là nó không thể đẹp được như xe mới, giữ gìn được như những chiếc xe 20 năm đến bây giờ. Thì đây cũng là một chiếc xe cũng tương đối thôi. Vâng, tương đối về chất xe, khung gầm. Đấy, còn về phần hậu sau thì cũng đã được độ lên rồi, có đèn LED tăng cường cái độ trợ sáng. Đấy, đèn LED này. Và có lốp treo nhá, cái quả lốp Michelin này đúng nói là các bác là không liên quan gì đến bốn cái quả còn lại treo ở xe. À, quả treo ở xe nó như thế này.
đi mọi địa hình, dăm cát các thứ ok. Nhưng quả Michelin này tương đối là dày nhưng mà nó cũng không hợp lắm. Thì cây này các bác thích thì treo này xong rồi lắp thêm một cái bộ ốp lốp là được. Con này thì có mấy cái cánh cửa là nó đang không bám thì cái này em sẽ xử lý ngay sau video này. Vâng. Thế còn bên trong này thì là có một cái độ của cái bác chủ là bác ấy chuyên đi phượt. Đây, có nguyên là cái đầu tiên là cái trạm sạc dành cho điện xoay chiều một chiều này. Ui xài, còn cái gì đây? Cái này là cái pha cà phê này. Đấy, đồ của dân chuyên nhìn nó biết ngay. Đấy, các bác nào chuyên nghiệp thì các bác biết ngay. Đúng là đồ của dân chuyên nó khác, nhìn càng đét này đẹp luôn. Đấy, ví dụ như trong này là bình kích, bình điện này. Rồi chai nước này. Ui xài, đúng người đam mê khác các bác ạ. Nhưng mà cái này là phải trả bác chủ cũ nhá. Lưới đánh cá này, dành cho những người gọi là thích đi phượt đi chơi, không thiếu một cái gì luôn. Đấy. Còn chất xe thì cũng tương đối vừa vừa. Chứ em này thì không nói là zin cứng được rồi. Vì là xe này là để đi phượt đi chơi nên là đương nhiên là cái chất xe thì nó không được cứng như xe mới. Vâng. Và bên này thì các bác nhìn toàn bộ giá nóc này. Đấy, giá nóc rất là rộng, dày, thoải mái, để đồ thoải mái và sàn. Anh em thích thì có thể là trèo lên cái giá nóc này và mình ở trên đấy làm những cái chuyện ABC gì đấy. Vâng. Thế còn về phần sắt xi khung gầm thì cũng tương đối theo thời gian nhưng không có bị han mọt nhá. Con này thì được cái là điểm cộng nữa là không han mọt. À, cộng luôn này. Đấy, không có han mọt tí nào. Xe rất là chắc. Đấy, nội thất hàng ghế thứ hai thì cũng tương đối là rộng. Đấy, bác chủ để quên cả cái xe trượt cái này 3 triệu một cái. Vâng, nhưng mà bác ấy sẽ giả lại bác ấy thôi chứ mình lấy làm gì, vì cái này nó còn liên quan đến nhiều thứ. Vậy sao? Đấy, các bác nhìn này, nội thất ghế này con này đẹp. Bọc hết rồi. Đấy, ghế vừa vừa trung bình chứ không phải là dạng ghế da xịn nhưng mà được cái là ngồi ok. Đấy, đồ này thay thế sửa chữa dễ dàng, lại còn có cả máy bay này. Đấy, cái này ông đúng là một cái dân chơi thứ thiệt luôn, có cả máy bay bay. Cái bộ này cũng hơn chục triệu. Đấy, cũng là người đam mê. Em quay vậy thôi nhưng mà bị thích đam mê máy bay nhưng mà thực ra là mình cũng chưa mua máy bay bao giờ. Đấy, khả năng là sau vụ này em về em cũng mua lại cái máy bay cho nó sướng. Đấy, kính ạ. Úi giời, cửa đóng then cài, kính zin, kính điện, con này là kính điện nhá. Có cái kính này là đang bị hỏng này. Cái này thì em sẽ xử lý sửa chữa cho. Vâng, còn lại là các kính khác thì chạy bình thường, hoạt động bình thường. Hai cái kính sau ấy, hai cái kính bên này với kính bên đây này thì là mở điện bằng cái này. Đấy. Còn hai cái kính trước thì là sẽ mở điện bằng đây, là bằng nút bấm ở đây. Đấy, thì cái này đương nhiên là xe sẽ về phải bông má sửa chữa lại rồi. Vì đây là một chiếc xe vừa mua xong. Đấy, khâu da này, còn nguyên ốp nhựa này, còn căng này. Và xe thì nói chung là công tơ mét các bác đừng để ý nhá. 13 vạn thôi nhưng mà thực ra là không nên để ý cái đấy. Vâng. Đấy, xe của dân đi phượt thì nhìn nó khác. Đấy, lại còn tăng cường thêm một quả quạt nữa. Cái này thì thực ra là nó tăng cường thôi chứ điều hòa con này mát. Điều hòa thì đảm bảo cho anh em là mát lạnh luôn nhá. Đấy, màn hình ok, màn hình cam lùi. Đấy, không thiếu một cái gì. Option thì màn hình cam lùi, gạt mưa này. À, chả có, vẫn còn nước phun anh em ạ. Vẫn có nước phun, gạt mưa cũng tương đối. Và màn hình đây. Đấy, anh em nhớ màn hình này. Và xe thì là số tự động, số sàn, xin lỗi anh em. Vâng, số sàn nhá, số sàn 5 cấp. Đấy, còn đây là thanh cài cầu. Đấy, cầu nhanh, cầu chậm theo đúng hướng dẫn sử dụng ở đây. Đấy. Và chiếc xe này thì cũng là một chiếc xe tương đối là cứng. Em sẽ nổ máy nhá các bác nhá. Đấy, máy vặn nhẹ cái là lên luôn. Đấy, con này thì máy tương đối khá là êm. Đấy. Và cái thân vỏ của xe thì cũng tương đối là cứng à, chứ còn không bảo là đẹp như xe mới. Vâng. Còn em này thì muốn mở cabo thì nó lại ở đây cơ. Cabo này, này các bác mở này ra. Đấy, sau đó các bác mở cái nãy này. Ở dưới này có một cái nãy. Đấy, nó là móc ngược. Đấy, thì là ta sẽ mở được cái nãy. Đấy, vào đây, sang đây, chỗ này. Đấy. Đấy, úi xa. Đây là khoang động cơ ở chiếc xe nhá. Em xin phép em sẽ chống cái cabo này đã. Rồi. Đây là một chiếc xe Suzuki Vitara. Màu gốc của nó là màu sơn xanh này này các bác ơi. Còn cái màu này là sơn theo đúng kiểu là chủ nhân cũ thích sao thì ấy vậy. Cái đấy không ảnh hưởng gì đến pháp luật đâu. Vâng, nó vẫn là màu xanh. Thế còn xe thì có đầy đủ két nước, máy ngon. Máy tương đối là êm. Hơi bẩn một chút thì đến nay xe vừa mới lấy về xong chưa có dọn, nhưng mà bác chủ cũng là một người giữ gìn xe cũng tương đối khá là cẩn thận. Đấy, xe đây. Chất con này thì tầm khoảng 80% thôi chứ còn không bảo đẹp như xe mới là không có đâu nhá. Úi giời, cái nắp này hơi chặt. Cái nắp này thì hơi thừa hơi quái để đảm bảo cho các bác nhưng mà nó hơi chật thật. Và
Em sẽ rút cái que thăm dầu ra xem nào. Dầu này thì cũng vàng vàng đen đen rồi. Cái này thì các bác về tốt nhất là các bác lên thay, thay để mình kiểm tra lịch bảo dưỡng tốt hơn. Đấy. Đấy, xe còn cứng luôn, máy rất là êm, khỏe bốc. Đấy, máy nổ quay kêu, bốn bánh quay đều. Quay xem nào. Đấy, chả to phết các bác ạ. Con này được cái còi to. Đấy, tất cả các chức năng là bình thường. Đấy, hoạt động hoàn toàn ok. Và cái này thì bác chủ mới chạy cung Hòa Bình. Đấy, leo mấy cái đèo ở Hòa Bình với leo núi ở Sơn La. Thế cái đấy thì về chất thì yên tâm, không cần phải nghĩ ngợi luôn. Xe đẹp mà giá thì không hề cao một chút nào, chỉ có 155 triệu đồng thôi. Nếu các bác nào mà cảm thấy mà yêu thì mời các bác qua xem xe, ship xe toàn quốc, giao xe tận nhà. Đương nhiên là mất thêm chi phí rồi. Đây, gầm đây này. Gầm bên này này. Đấy các bác yêu. Vâng. Nói chung là chất xe thì cũng là một chiếc xe trung bình khá rồi. Độ bền bỉ thì đến bây giờ đã được minh chứng. Còn về giá thì là chỉ có 155 triệu đồng thôi các bác nhá. Không hề cao một chút nào. Đấy, các bác nào mà yêu cái dòng Vitara mà muốn mua một chiếc xe để về đi địa hình, leo trèo, đồi núi, rồi đi thể hiện bản thân cho nó sướng cuộc đời thì đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho các bác. Goodway Auto chuyên các cái dòng xe giá rẻ cho mọi nhà và chuyên các cái dòng xe khù khoằm lằng nhằng. Đấy, con này có cả tời kéo, nhìn rất là phê. Đấy, quá khỏe, quá chất luôn, hàng hiếm luôn đấy ạ. Và các bác nào mà yêu thì điện thoại ngay cho em. Riêng cái bộ này cả độ lên là cũng đã 50 triệu, tính ra cái xe nó còn hơn 100 triệu, bằng 100 triệu luôn. Rất rẻ, không hề cao một chút nào các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác.